lất phất mấy hạt mưa xuân, thắm thêm đào phai nở buồn, hồng thêm đôi má chị hai. Lắc rắc mấy hạt mưa bay, làng em tưng bừng bờ hồi, mời anh chạy hội làng em. Làng em bên con sông cầu lơ thơ nước chảy, làng em tháng riêng đến hội gái trai nô nức, ước hẹn tìm duyên. Chị hai xin chị đứng bên đình, nghiêng nghiêng vành nón mái đình nghiêng theo anh hai, bước xuống thuyền rồng ca câu quan họ rằng người ngoan ơi, ca câu quan họ chọn tình thương ai. Lất phất mấy hạt mưa xuân, thắm thêm đào phai nở buồn, hồng thêm đôi má chị hai. Lắc rắc mấy hạt mưa bay, làng em tưng bừng mơ hồi, mời anh chạy hội làng em. Làng em bên con sông cầu lơ thơ nước chảy, làng em tháng riêng đến hội gái trai nô nức, ước hẹn tìm duyên. Chị hai xinh chị đứng bên đình, nghiêng nghiêng vành nón mái đình nghiêng theo anh hai, bước xuống thuyền rồng ca câu quan họ rằng người ngoan ơi, ca câu quan họ chọn tình thương ai. Lất phất vẫn hạt mưa xuân, chị hai hát câu ra bàn, buồn trong câu hát người đi. Lạc sắc như hử mưa bay, anh mong hồi xuân năm tới, anh xin được gọi là hồi làng ba. Anh mong hồi xuân năm tới, anh xin được gọi là hồi làng ta. Chức sẽ thống nhất như sau: ban nhạc đi đầu tiên, tiếp theo là đoàn thanh niên vâng ngài rước ngài, tiếp theo đoàn thanh niên là hai bà bưng hoa quả và hoa, tiếp theo sau là đoàn đại biểu của hội người cao tuổi. Đấy. Ban phụ thượng đi đầu, sau đó là đến đoàn đại biểu, sau đoàn đại biểu là đoàn quan viên thế, sau đoàn quan viên thế là đội dân hương, và chúng ta tổ chức đi thành hai hàng. Sau khi về đến vị trí là chúng ta sẽ tổ chức nghi lễ và tiếp tục bước theo. Bây giờ đã đến giờ, xin trân trọng kính mời các đại biểu tiếp tục vào làm việc. We'll be right back.
một góc mơ trời. Những thăng trầm thời gian đã ghi tạc hình dáng nét chạm trổ phượng long uốn lượn tựa mây sông. Nghi lễ của đoàn đại biểu cấp ủy ban quản lý thôn
ban mặt trận làng và các đại biểu khách quý do ông Nguyễn Trung Kiên làm trưởng đoàn thế này. Theo đám mây hương phán phấn khắp mười phương cũng trong đời dư đáng.
gia đinh tinh chủ Trần Văn Mẫn sinh năm 1944, Phạm Thị Việt sinh năm 1948, Trần Văn Minh sinh năm 1961, Ngọ Thị Tám sinh năm 1968, Trần Thanh Tùng sinh năm 1990, Trần Thu Trang sinh năm 1991, Trần Công Văn sinh năm 1993, Nguyễn Thị Nguyễn sinh năm 1993, Trần Đức Quang sinh năm 1918, sinh Trần Đức Trung sinh năm 2020, Trần Nguyễn An Nhiên sinh năm 2020, Trần Hoàng Hương sinh năm 2023, hợp cùng toàn thể nhân dân thôn Ngọc Phúc thành tâm tiễn lễ vị ban thờ tại nghệ, chư vị bổn sư bôn thổ, chư vị thành hoàng, chư vị thiền thần hướng nguyên, chư vị thị tự lai đao đàn tiện giả hô toàn thể ban quản lý thôn cầm nhân dân thôn Ngọc Phúc được vô chư trở ngại xuất nhập bình an sơ nguyên tỳ tâm cán tự như ý. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Ma Ha Tạng giới hương định hương dư tuệ hương.
Ngồi thở màn thuyền buông câu hát đợi chờ.